Nhân Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý đã đến thăm tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tạm trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn hai xã Long Phước và Phước Thái, huyện Long Thành. Tại các khu nhà trọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã ân cần đến thăm hỏi đời sống sinh hoạt, chế độ lương thưởng cuối năm của các công nhân lao động và tặng 100 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các nhu yếu phẩm do công ty Nestle Việt Nam tài trợ. Qua đó nhằm động viên các công nhân lao động trong năm 2024 tiếp tục đoàn kết, nỗ lực làm việc, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày một đi lên, đóng góp chung vào sự phát triển của huyện tỉnh.